Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alphard Computer. Trong việc sử dụng ổ cứng, các bạn đã nghe rất nhiều về cụm từ SD. Vậy thì SD là gì và sử dụng sao cho phù hợp? Hãy cùng mình tìm hiểu ở trong video ngày hôm nay. SD là Solid State Drive hay còn gọi là ổ cứng thẻ rắn, được trang bị ở trong một mạch điều khiển và có các chip như flash có tác dụng là ghi chép dữ liệu dựa vào điện áp. Thế nhưng tại sao lại gọi SD là ổ cứng thẻ rắn? Lý do là dựa vào cấu tạo thì mình sẽ lấy ví dụ về một ổ SD NV1 của Kingston để các bạn có thể dễ hình dung nhất. Thì đối với ổ SD này, toàn bộ sẽ là mạch điện kèm theo là chip nhớ, sẽ không có bất kỳ một cái bộ phận nào gọi là chuyển động cơ học, thế nên sẽ được gọi là ổ cứng thẻ rắn. Chuẩn SD hiện tại có rất nhiều, thế nhưng mình sẽ phân loại ngắn gọn thành hai dạng cho các bạn dễ hiểu, đó chính là SD SATA và SD M2. Thì ở đây mình đang có hai sản phẩm, một bên tay phải của mình là SD SATA và bên tay trái của mình là SD M2. Thì đối với định dạng SATA là cái định dạng thông dụng nhất dành cho tất cả các thiết bị. Và lý do gọi là SD SATA bởi vì SD này sử dụng băng thông của cổng SATA. SATA là viết tắt của Serial ATA, là một trong những cái giao thức kết nối ổ cứng với máy tính. Thì tốc độ của SATA cũng khá cao và ổn áp, cao nhất hiện tại là SATA 3 với tốc độ rơi khoảng chừng 550 MB/s. Còn đối với M2 thì đó là một dạng thiết kế kiểu mới. SD kiểu này sẽ cho những cái diện tích thiết kế này nhỏ hơn, bé hơn, thuận tiện hơn trong việc lắp đặt. Và miễn là thiết bị của bạn có hỗ trợ cái cổng thiết bị cái khe M2 ấy, thì mẫu SD này sẽ có hoạt động và hoạt động độc lập ấy, sẽ cao rất nhiều nếu so với SD SATA. Ví dụ như cổ SD NV1 mình đang có sẽ có tốc độ đọc rơi vào khoảng chừng 2000 MB/s, còn tốc độ ghi là 1700, trong khi cái ổ SATA cao nhất hiện tại mới chỉ có 550 MB/s, tức là ổ SD đã cao hơn 4 lần riêng xét về tốc độ đọc ghi tuần tự. Và những ổ SD M2 thì mình đang có hoặc là trên thị trường đang có đang sử dụng thông dụng hơn rất nhiều bởi vì thiết kế rất đa dạng và thương tích với các chuẩn kết nối cực kỳ cao. Và việc chọn mỗi SD cũng rất dễ. Với SD SATA thì gần như các bạn mua về cắm vào thì kiểu gì cũng nhận thôi. Còn đối với SD M2 thì các bạn cần phải lưu ý một chút với cái thiết bị đời cũ là xem có hỗ trợ hay là không và cần mua được đúng cái chuẩn kết nối. Một phần nữa đó chính là về phần nhiệt độ hoạt động của SD là bao nhiêu là phù hợp nhất. Đối với cái cách xử lý nếu như nhiệt độ mà không đạt tiêu chuẩn thì để được hoạt động được hiệu suất cao nhất thì SD cần nằm trong mức nhiệt khoảng từ 0 tới 70 độ C. Nếu xét ở điều kiện thời tiết ở Việt Nam thì SD cắm máy sẽ không thể nào dưới được 0 độ, thế nên chúng ta sẽ chuyển tới cái mức nhiệt tối đa. Thông thường đối với những cái mẫu main đời mới hoặc cái mẫu main dòng trung cấp hoặc thậm chí là laptop thì có sẽ có những cái tấm ốp kim loại để đè lên SD có tác dụng làm giảm nhiệt độ cho SD. Những cái tấm đó thì gọi là heat sink. Hoặc là các bạn có thể tham khảo một vài mẫu SD giống như mình đang có ở đây là NV1 có cái mức nhiệt tương đối tốt, nếu thậm chí nhá là không có heat sink theo kèm luôn. Thì mình sẽ có dẫn chứng cụ thể thì khi mình test trên cùng bộ máy và bài test khi có ốp tản nhiệt và không có ốp tản. Và như các bạn thấy, nếu như cái ốp tản nhiệt vào thì nhiệt độ của SD NV1 chỉ khoảng 53 độ C, còn khi không ốp thì cũng chỉ khoảng 60 độ C mà thôi. Vậy cái mức nhiệt này vẫn dưới cái mức nhiệt tiêu chuẩn để SD có thể hoạt động được full hiệu năng. Thì NV1 mình nghĩ sẽ là một cái mẫu SD để các bạn có thể lựa chọn nếu như mẫu bên các bạn không hỗ trợ những cái tấm heat sink để tản nhiệt chủ động cho mẫu SD này. Thế nhưng đời thì đôi khi là không như là mơ, đúng không? Trong cái trường hợp mà bên các bạn không có sẵn hệ thống tản nhiệt và SD nào đó có nhiệt độ quá cao thì các bạn hoàn toàn có thể lên Shopee hoặc là bất kỳ những cái trang thương mại điện tử nào để đặt về những cái miếng heat sink tản nhiệt SD để ốp vào và giảm nhiệt cho SD của bạn. Còn đối với những cổ SD SATA thì các bạn không phải quan tâm về vấn đề nhiệt độ bởi vì bản chất ấy, những cái bộ SD này đã tản nhiệt thụ động thông qua vỏ rồi. Thì ở trong video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái thông số về SD và hiểu vào cách nhìn những cái thông số mà cái trang chủ của hãng người ta ghi. Và đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới bình luận của video. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là Alphard có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.